Cả nhà thân mến, A Páo đã có mặt ở tượng đài thanh niên xung phong. Đây, đây là không gian của tượng đài thanh niên xung phong của con đường hạnh phúc, và phía bên này là bảo tàng thanh niên xung phong. Đây là những huyền thoại mà những di vật để lại mà của các cựu thanh niên xung phong Cao Bắc Lạng, Thái Tuyên, Hà Nam, Định, Hải Dương, Tuyên Quang ngày xưa phá đá mở đường làm nên con đường hạnh phúc. Thì hôm nay A Páo muốn đưa quý vị cùng trải nghiệm. Đây là không gian quán A Páo Coffee ở đây. Đây, quán A Páo Coffee đây. Đây, không gian bảo tàng này. Thì A Páo sẽ quay lại sau cho cả nhà xem. Còn đây, đây không gian quán này, A Páo Coffee. Đây, số điện thoại của A Páo 0978321958 này. Đây, hôm nay là khai trương quán cả nhà nhé. Đây, đây là tủa này. Tủa là đang trông xem cũng như là phục vụ khách du lịch ở đây. Hôm nay A Páo bận nên không ở quán để trông coi được. Hiện tại là tủa là ở đây pha chế cũng như là bán nước với các loại. Du khách nào mà muốn nghe tủa thổi sáo, thổi khen, đấy, vẫn có khen đấy, tủa nha. Đây, khen đây. Đấy. Khi nào mà có du khách nào muốn nghe sáo, nghe khen thì tủa sẽ là phục vụ luôn. Còn đây ở trong này là không gian của quán. Cái không gian thì A Páo mới sửa sang lại một số cũng chưa được đẹp lắm. Nói chung là đây là không gian của quán rồi, rất là mộc mạc. Ở trên này là một biển gỗ là A Páo Coffee bằng gỗ lũa này. Đây, A Páo Coffee nhé. Ở phía bên này là biển hiện đại một tí. Đấy, không gian thì rất mộc mạc luôn. Ở ngôi nhà thì được xây bằng đá này. Đấy. Hợp với không gian luôn. Bên này là bảo tàng. Thì khi nào quý khách nào mà muốn trải nghiệm thì sẽ ra ngoài phía bên này để uống cà phê. Ôi, em chào các anh. Em chào các bác, các anh. Em chào anh. Đấy, đây là không gian ở quán A Páo Coffee. Có một không gian nhỏ ở phía bên này là khách có thể trải nghiệm. Trải nghiệm là ngồi uống cà phê và ngắm view mây ở mỏm Đá Rồng bên kia. Ê, em chào cả nhà. Rồi, chào Quyết Danh. Đây là không gian ở phía bên này, mỏm Đá Rồng ở kia. Đấy, mỏm Đá Rồng ở xa xa, tít mù khơi, cách khoảng tầm 200m. Tính từ điểm bàn của A Páo, bàn gỗ này. Bàn gỗ ngồi cạnh đường này. Đấy, cả nhà có thể ngồi trải nghiệm. À, các anh chị có thể đi ra phía ngoài mỏm Đá Rồng để săn mây. Đấy, có con đường đi ra ấy. À, em chị đến từ đâu? Hồ Chí Minh. À, Hồ Chí Minh. Ô, Sài Gòn. Rất xa. Anh chị có thể trải nghiệm ra ngoài kia chụp ảnh, nhìn thấy cả nho quế, cả điệp trùng núi luôn, rất đẹp. Đấy. Mộng mơ luôn. Ừ, chào con. Chúc cả nhà có một chuyến trải nghiệm thật vui. Em chào anh. Đấy, rất đông du khách lên với quán A Páo Coffee nhé. Đây, không gian quán thì ở đây. Đây, mình có thể ngồi đây. Đấy, mình có thể ngồi đây, mình check in mỏm đá Tử Thần thì phía ở trên kia, còn đây là mỏm Đá Rồng thôi. Ở đây ngồi đây. Đấy, ngồi ở đây. Bàn gỗ này là bằng thông đá cả nhà này. Tại sao mà bàn gỗ của A Páo để lâu như thế mà không hỏng? Bởi vì đây là gỗ quý, thông đá này rất là đắt và nó rất là hiếm và khó có thể mua được, mà A Páo sẵn sàng để qua đêm. Hello. Các bạn phượt thủ. Hello. 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 Rất đông nha cả nhà nhé. Hello. Rất đông luôn. Khách phượt đang trải nghiệm lên mỏm đá Tử Thần. Với cái không gian ở đây thì bàn ghế của A Páo rất là mộc mạc. Đây là bộ bàn ghế bằng thông đá mà A Páo tự tay đóng. Đấy. Đây, không gian rất mộc và đẹp luôn. Đây là bàn này. Mặt bàn của nó bằng thông đá này. Đấy. Mà ít khi hỏng rồi nhỉ. Cái này khoảng tầm 5 đến 10 năm nữa nó mới hỏng được. Vì
nhìn nó nứt này thôi. Đấy, nhưng mà rất là chắc luôn. Này các bạn này cho cả cái lọ đơn giản nhưng mà cũng không được đẹp lắm, cả nhà thông cảm nhé. Đấy. Phía bên này cũng một bộ bàn này. Đấy. Đây bàn bằng thông đá này. Đây, mặt này đẹp hơn. À, Báo nghĩ là khi mà mình ngồi ở cái không gian mà có bộ bàn ghế gỗ này thì sẽ phù hợp với không gian mà mình sẽ trải nghiệm là vừa ngắm núi ngắm mây đấy, và được thưởng thức cà phê. Sau đó quý vị nào mà khi mà lên với cao nguyên đá, lên với đỉnh đèo, đại đỉnh đèo Mã Pì Lèng thì quý vị mà muốn gặp A Páo thì có thể alo cho A Páo trước để A Páo xếp lịch để A Páo gặp cũng như giao lưu. Hiện tại A Páo cũng rất là bận bởi vì là cũng nhiều công việc về gia đình, rất là không phải lúc nào cũng gặp được. Thì hiện tại chỉ có A Páo có quản lý riêng với lại là các nhân viên thì anh em sẽ phục vụ quán ở đây. Thì có gì mà không được tốt thì quý vị hết sức thông cảm cũng như là góp ý chia sẻ cho A Páo để A Páo cho góp ý cho các bạn đấy để làm tốt hơn. Thì đây là không gian ở quán A Páo Coffee. Một con đường lên ở đây là mỏm đá tử thần ở trên này. Đấy. Đây là đường lên mỏm đá tử thần. Đây là đường lên mỏm đá tử thần cả nhà nhé. Ở phía một bên là vực thẳm, đấy, một bên là vách đá dựng đứng. Thôi bây giờ A Páo sẽ xin phép được khép lại video đây và A Páo sẽ hôm nay sẽ đưa quý vị cùng trải nghiệm. Và cùng được chinh phục mỏm đá tử thần. Đấy. Và A Páo quay lại một lần nữa để cho quý vị biết là đây. Đây không gian của quán rất là đơn giản thôi cả nhà nhé. Rồi, mua sách. À mà quên mất nhà Tú ơi. À, em thổi một đoạn sáo cho các bạn nghe được không? Ra ngoài này nhỉ. Ra ngoài này. Là thổi mũ, mũ đâu, lấy mũ đấy. Cho bạn Tùa thổi sáo cho cả nhà nghe một tí xem là tiếng sáo của Tùa có hay không. Đây, Tùa là nhân viên mới của quán Apple Coffee cả nhà nhé. Đấy. Khi nào mà quý khách nào mà cần nghe tiếng sáo của Tùa thì có thể ngồi không gian này được thưởng thức cà phê. Tùa gửi tới cho cả nhà bản sáo đi, Xuân bản Mông nha. Rồi.
vợ kia bảo là tôi lại còn bán vái hay, cứ ăn vào tôi phá vã bao xem. Rồi, các anh cứ ngồi ngồi tự nhiên rồi. Rồi. Các anh cứ ngồi vào phía bên kia. Đấy. Rồi. Hoặc là ngồi ở phía bàn bên kia nữa cũng vẫn quay vào hình hết mà. Đây. Tùa sang đây. Tùa sang đây. Đứng ở giữa đây để quay cho hai không gian. Anh em bộ bàn phải lệch sang bên này. Đây, đúng áp áo sẽ đứng ở đây. Cả nhà sẽ được trải nghiệm ở đây. Rồi. À, cả nhà thân mến, hôm nay A Pao ra thăm quán. À, hôm nay là khai trương quán Happy Legate A Pao Coffee. Không phải khai trương mà qua mùa dịch bây giờ mới có thời gian để hồi phục lại quán. Ở sau kia là mỏm đá rồng A Pao và hôm nay rất là vui được gặp tất cả các bác, các anh này. Không có các chị, các em đây. Lỡ may hôm nay tiếc quá không có cô gái nào. Ở đây chỉ có những người đàn ông tự làm cho nhau sướng và vui và hạnh phúc thôi. Đấy, cho con hỏi là bác tên gì? Bác tên Vân. À, bác tên Vân nhìn đẹp trai này gọi anh thôi. Rồi, mình tên là Hợp. À, anh Hợp à? Hay xem của cái thằng A Báo lắm đây. À, anh Hợp à? Ừ, em Giao đây. Rồi, vui thôi nha cả nhà. À, anh bạn tên gì? Em tên Tài. Ừ, Tài à? Ôi rồi, Tiến Tài, Tái Tiền. Rồi. Bác tên là gì? Tôi tên Sơn nhá. Ồ, anh Sơn, anh An Nui. Anh tên gì? Anh Hùng. Anh Hùng à? Ồ, Sùng Đại Hùng. Anh Hùng à? Cho hỏi, anh tên là gì? Tên là Cà Thương. Cà Thương. Cà Thương à? Thương à? Hương. Hương à? À, sao anh tên con gái thế? Huế, Thương yêu à? Anh tên là gì? Anh tên là Tuấn. Anh Tuấn à? À. Quốc Tuấn, rồi, anh tên là gì? Anh tên là Luyện à. Anh Luyện à, không phải là Văn Luyện đâu chứ. Rồi, cả nhà ơi, hôm nay rất là vui. Đang ở trong cái không gian mộc mạc như này này. Các bác, các anh ngồi ở cái bộ bàn ghế bằng thông đá. Bộ thông đá này không phải ở đâu cũng có. Mà chỉ có của A Pao có thôi. Thông đá này rất là hiếm này. Mà nhìn thì thế thôi nhưng mà nó nhiều tiền đấy. Nắng mưa khoảng tầm 10 năm nữa nó cũng không hỏng được. Mà đấy. Ý này của A Báo là cho bao nhiêu gái ngồi lên rồi đấy. Ôi bây giờ anh ngồi lên sướng không? Đúng rồi. Và sau đây A Báo xin phép được gửi tới cả nhà bản sáo hồn đá mà A Báo sáng tác. Mỗi sai. Ôi, hiện tại là có trên 10 máy điện thoại đặt các góc các kiểu cả nhà. Và sau đây A Báo xin phép được gửi tới tất cả các anh. À, các bác các anh à, bản sáo hồn đá như không biết các bác là ở đâu. Hà Nội à? Hà Nội à? Ừ, Hà Nội. Ô Hà Nội mà Hà Nội mùa này phố cũng như sương. Con thấy là nước thổi nước chảy bồng bềnh mà ô tô cứ bồng bềnh như chiếc thuyền. Anh đến từ Hà Nội. Ôi, bác nghe nói Hà Nội phát âm chuẩn lắm mà sao lại Hà Nội thế này? Sai. À bị sai hay bị sai? À người Hà Nội còn bảo là em ở Hà Nội mà. Cả nhà biết tại sao là Hà Nội không? Bởi vì hôm nay là Hà Nội mùa này phố cũng như sông. Có nghĩa là phải lội nước. Cho nên là thành Hà Nội. Nếu mà khi mà hết nước rồi, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. À, có nghĩa là lội xong rồi bây giờ thì hết mưa rồi thì ta Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Bài sáo. À, làm luôn mà, cần gì cần gì phải tìm. Cả nhà ơi, hôm nay lịch trình thay đổi, đang chuẩn bị lên mỏm đá từ thân thì bị bắt cóc ở đây. Bắt cóc tại lời. Thank you.
rất là tuyệt vời hôm nay được gặp các bác các anh thì là có này. Vui say say. Đấy là tình cảm của các anh đã cho A Páo uống nước đái bò. À, tôi A Páo đi mời bạn gái đi uống nước đái bò, nước bia luôn. Hello. Hello. Where are you from? Hello, I am about Hmong local. I want to give you a song Hmong melody, Free No Money. Okay, you. You okay? Okay. I want to give you music Hmong local. Free No Money. Okay. À, gửi. Đến từ đây. Where are you from? I'm from England. À, là ở đâu? À, anh. À, người Anh. À, beautiful girl. Beautiful girl. Rất xinh gái. À. À, what's your name? Your ear. The ear. À, tưởng là đi đâu? Ear. Nếu tiếng Việt là nguy hiểm đấy. Đúng không? Em đang đi đâu? Ear. Ear. Không phải đâu, I'm sorry. Okay. À, cho bạn. Được. À, you cho bạn ngồi đây. Ngồi đây. À, you. Nhường hai bạn gái, xin gái vào đây. Ok. À mò. One, two, three. Ok. Tùa gần, quay gần lại. Xuống đây. Đấy, rồi đây, tùa đây. Ok. Rồi, xong rồi. Bình thường cho đi lại lại. Đấy. Rồi, ok. À, người Anh có biết tiếng Ý không? À, không biết tiếng Ý nhỉ? Rồi, ok. I am a Páo Hmong local. I want to give you music melody. Ok. A Páo sẽ đứng ở đâu cho đẹp ở đây? Rồi. Ok, mùa sai. Mùa sai sai là làm nhanh nhanh. Mùa sai sai. Ok. À, bảo ngồi đây cho chắc ăn, cho đỡ mất hình. Rồi. À, bảo ngồi đây. Có thể mọi người quay nó dễ hơn. Thank you.
I am a Pahamolko. I want to give you music opera Italia. Italian. Italian music opera Italian. Okay? Caro mio ben, credimi ben, senza di te l'anguisenco. Caro mio ben, credimi ben, senza di te l'anguisenco. Caro mio ben, credimi ben, senza di te languisco. Caro mio ben, credimi ben, senza di te languisco. Il tuo fede sospira io, che salude tanto. Dico, caro mio ben, credimi ben, senza di te languisco. Sul mare luccica l'altro da vento, placida l'onda, prospero in vento. Sul mare luccica l'altro da vento, placida l'onda, prospero un vento. Venite alla gle barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Chèo thuyền dưới ánh trăng khuya, nhìn về phía núi bên kia, chìm dưới đêm trăng xa xa, như mong chờ chúng ta. Ruộng đồng bát ngát xanh xanh, dập dềnh dưới ánh trăng thanh, thuyền lướt ra khơi êm êm, cánh buồm hòa gió lên. Tiếng ai ca theo làn gió, tiếng trái tim gọi ta đó, hãy mau mau chèo thuyền về miền quê hương Santa Lucia. Già giù di tontan da vuole, non fa amore con pompere. Su una massa se ne va, su una massa se ne va. Ma rendi che io con la mia, qua non me fa che speri. Ma rendi che io con la mia, qua non me fa che speri. Ma rendi che io con la mia, qua non me. Fuck you, Sperry. Video mare quante bello, spira tanto sentimento, come tu che ti ha mente, casetta tu fai sonna. Agua da agua Cristo Cidino, asiente siete chiure rance, no perfumo a cusi fino, di no co e se ne va. E tu dice pa tu addio, pa lontane da tu core, dalla terra dell'amore. Creo che non torna, ma non me campa, non da me stormento, torna sorriento, fammi. Okay, thank you so much. Very handsome, beautiful girl. I love you. I'm sorry. I take the picture with you. I take the picture with you. Okay. One, two, three. Cứ quay Canada về tao chụp video sau. Rồi. Okay. Rồi. Rồi.
One, two, three, lie, 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 lie. One, two, three, sản xuất ra người. Thank you so much. Goodbye, see you again. I like you. Goodbye, see you again. Mua sai. Rồi. Ông bắt nó bắt đi tù đấy. Rồi. Chào bạn nhé. Bạn tên gì nhỉ? Tỉnh nhà. Tỉnh ơi, anh sai đây. Đưa khách đi tốt nhá. Rồi. Rồi, cả nhà thân mến, hôm nay vô tình là rất là vui được gặp mà cả nhà. Đấy. Rồi, cả nhà chào một cái sau chụp riêng nha. Chụp riêng một cái mặc áo dân tộc này. Rồi, rồi. Mới nhận ra lúc nãy ông đỏ mà. Rồi, rồi. Nào, em. Rồi. Vợ mới nhận ra nữa. Chỉ quan tâm vợ nhận ra thôi, không còn chồng kể nó. Rồi, Iopena sản xuất ra người nào. Tốt quá rồi. Chỉ quan tâm vợ không nhận ra, còn chồng thì không cần. Rồi, Iopena sản xuất ra người nào. Tùa, tùa. Ok, chưa kìa. Iopena sản xuất ra người nào. Ok. Đấy. Rồi, cả nhà đầy đủ hết chưa? Rồi. Nào, cả nhà vào đây. Tùa tùa cầm máy. Cả nhà vào đây like một cái. Đấy. Like một cái rồi. Có đầy đủ luôn. Kể video, để video đây đấy. Thế thôi. Cả nhà duỗi cái chinh nha. Đây, một chân này này đây đúng rồi. Chinh là chân rồi. Like like. Like. Nào 1 2 3. Tôi về app báo gửi cho, làm một kiểu ảnh cho các bác nữa. Ở mới làm phát ra người luôn. Nào cả nhà quay tay chào Hà Giang nào. Nào quay chào Hà Giang. Mong bị lẻ ghê ta bao coffee. Rồi ra người rồi. App báo dậy nó rồi, yên tâm. Cảm ơn nhá. Rồi, chúc cả nhà một chuyến du lịch trải nghiệm thật vui mà say. Rồi nhớ đưa vợ con. Mu say say lo say say. Mu say say lo say say. Hầu chứ hầu mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say mù say say lòi say say hô chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mẹ mẹ. Hai 1988 gọi bây giờ nó không nghe đâu, nó đang chui ở trong cái quần, đang lái máy bay rồi. 1988 32 gì? 32 gì? 1988 một chí tá tá. Tá tá. Rồi. Chào cả nhà rất là vui mua sai. Số này. Rồi. Báo này.